Là người thường xuyên mua hàng trực tuyến, chị Bùi Thị Trà My ở thành phố Vinh không phủ nhận những tiện ích mà mô hình này mang lại. Tuy nhiên bên cạnh đó, mua hàng trên môi trường mạng cũng tiềm ẩn những rủi ro đối với người dùng, nhất là tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên các trang mạng và dễ dàng đánh lừa người tiêu dùng. Bản thân chị cũng đã từng là nạn nhân của vấn nạn này. Mình đã từng mua những cái hàng mỹ phẩm, nhưng khi mình về dùng rồi thì là nó rất là kém chất lượng và dùng lên giá thì là bị mẩn đỏ, nổi mụn hay là bị dị ứng luôn. Thì đối với bản thân mình thì mình cảm thấy rằng là mua hàng online nó có quá nhiều rủi ro. Cũng theo phản ánh của người tiêu dùng, các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong thương mại điện tử thường có rất nhiều thủ đoạn để đánh lừa người mua. Và đến khi nhận ra mình đã bị lừa thì người mua không thể phản hồi hay kiến nghị bởi các đối tượng hoàn toàn biến mất trên không gian mạng. Có những app thì mình phải thanh toán rồi mình mới được nhận hàng, thì khi đấy mình cũng phải bắt buộc là mình phải nhận những cái hàng giả, hàng kém chất lượng đấy. Còn một số cái thì mình thanh toán sau thì mình lại phải chịu thanh toán những cái tiền ship. Thì để khi mình phản hồi thì một là người ta sẽ không trả lời, hai là người ta cũng sẽ xóa cái kết bạn của mình và mình sẽ không tìm được thấy họ nữa. Theo số liệu từ Cục Quản lý Thị trường Nghệ An, trong 9 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã phát hiện và xử lý vi phạm 27 vụ với tổng số tiền xử phạt trên 300 triệu đồng liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng trên thương mại điện tử. Đây là con số khiêm tốn so với thực tế vi phạm đã và đang diễn ra. Kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh và của Cục Quản lý Thị trường Nghệ An, thì đội quản lý thị trường số 11 đã chủ động phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An để tổ chức thẩm tra, xác minh và tra cứu trên các cái trang mạng thông tin thương mại điện tử để tiến hành kiểm tra xử lý đối với các cái đối tượng mà kinh doanh bán hàng trên nền tảng kỹ thuật số. Đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thương mại điện tử sẽ khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều so với kinh doanh truyền thống. Đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp đồng bộ từ các cơ quan chức năng liên quan. Cùng với đó, mỗi người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo để tránh trở thành nạn nhân của mặt trái thương mại điện tử.